Em Chi, em Dũng thì ạ. Chào anh Đức, được biết là anh đang tham gia khóa học đào tạo VBA nâng cao level 1 tại công ty Bonsoft. Thì anh có thể chia sẻ một chút cái cảm nhận về cái việc học cũng như nội dung của chương trình của Bonsoft như thế nào? Chào anh. Đây, tôi cũng đang tham gia và gần hết cái khóa level 1 của VBA rồi. Và tôi thấy là có 10 chuyên đề của VBA nâng cao này thì cũng hỗ trợ cho công việc tôi hiện tại rất là nhiều. Hỗ trợ cho cả Edina Tool nữa, và tất cả những chuyên đề này thì đều là những chuyên đề rất là thiết thực và về tôi có thể áp dụng ngay lập tức vào trong công việc. Và mọi hệ thống thì của tôi thì hiện nay thì đang cũng dựa trên cái nền tảng của Excel, nên cái việc dùng VBA thì nó sẽ đem lại hiệu suất rất là cao. Tôi cho rằng là hiệu suất của công ty chúng tôi hiện nay nếu sau những cái chuyên đề này thì có thể nó sẽ tăng lên khoảng tầm 3-50%. Thì theo em được biết thì anh còn có sử dụng nhiều HDE luôn, là một sản phẩm do Bonsoft phát triển ra. Thì anh có thể miêu tả rõ hơn về cái việc là ứng dụng của HDE tôi như thế nào trong quá trình công việc của anh không? Dạ vâng. Hiện nay thì tôi đã dùng 15 phiên bản của Edina Tool của Bonsoft, và tất cả các công việc của công ty chúng tôi hiện nay thì đang sử dụng đều trên nền tảng của Excel, có sử dụng phần Edina Tool. Tôi đã sử dụng phần mềm này thì được 4 năm rồi. Và trước khi sử dụng phần mềm Atool này thì tôi cũng đã sử dụng một vài phần mềm, nhưng những cái phần mềm đó thì họ đều không có cái tính tùy biến, tính tùy biến rất là thấp. Atool thì do nằm trong môi trường Excel cho nên cái tính tùy biến rất là cao, và có thể chia sẻ dữ liệu qua mạng LAN, qua Internet theo mô hình là máy khách và máy chủ, và một người thì đều nhiều người có thể cùng sử dụng một file Excel, hoặc cùng một nhiều người có thể cùng sử dụng một sheet Excel và cùng nhập dữ liệu cùng lúc được. Đấy là một cái điều mà bản thân nội tại Excel không đáp ứng được. Và hiện nay thì công ty của chúng tôi thì có rất nhiều các báo cáo mà trên cơ sở sử dụng cái phần mềm Atool này thì cũng cung cấp cho chúng tôi một vài cái công cụ và các hàm để cho chúng tôi truy xuất dữ liệu rất là nhanh, lên các báo cáo rồi là lên các form mẫu bảo hiểm rất là thuận tiện và tốc độ rất cao. Và tôi về phía tôi thì tôi cho đến hiện tại thì tôi cho rằng là chưa có phần mềm nào được như cái phần mềm này. Tôi đã sử dụng các phần mềm khác, nhiều phần mềm khác rồi, nhưng mà chưa có phần mềm nào được như phần mềm này. Và tôi hy vọng là tôi sẽ tiếp tục phát triển công ty dựa trên cái nền tảng cơ sở dữ liệu bằng cái phần mềm Atool này. Và trong tương lai thì tôi mong muốn rằng công ty Bonsoft sẽ có những cái hệ thống hỗ trợ online hơn, tốc độ nhanh hơn, để cho bởi vì hiện nay cũng có nhiều cái phần mà tôi cũng chưa nắm hết được và tôi cần có người hỗ trợ. Và cái việc mà học đi theo học một hai lớp ở trên Bonsoft thì cũng giúp ích được cho tôi công việc. Tuy nhiên trong tình huống thực tế ở công ty thì nó cũng có rất nhiều các tình huống khác nhau không thể học hết được, nên chỉ có bằng cách là hỗ trợ dần dần qua thời gian. Hy vọng là sẽ sử dụng cái phần mềm hiệu quả hơn. Cảm ơn vì chia sẻ của anh Đức.